Với 40 triệu trong tay thì các bạn có thể mua được gì? Một chiếc MacBook Pro M3 đời mới với 8GB RAM cùng lời hứa hẹn là 8GB RAM trên MacBook tương đương 16GB RAM trên Windows. Hoặc là các bạn có thể sở hữu cho mình chiếc Asus Top Gaming F15 với 16GB RAM cùng i9 thế hệ thứ 13 và RTX 4060 8GB, cái phiên bản mạnh nhất là 140W. Đây là một cái lựa chọn có thể nói là hoàn hảo cho các bạn trẻ vừa học vừa chơi. Mà vì cấu hình này ấy, tôi nói thật nhá, không phải chơi bình thường đâu mà chơi rất mạnh là đằng khác. Chưa kể là mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để mà giải quyết thêm những cái công việc bên ngoài, để mà kiếm thêm những cái thu nhập từ những công việc như là dựng video hay là 3D đồ họa các thứ. Tất cả chỉ với một mức giá còn chưa đến 40 triệu. Mình nhớ hình như là khoảng 38 triệu gì đấy đang được khuyến mại tại các đại lý với cái máy này. Unbox nha. Rồi, đây, cái hộp thì nó cũng khá đơn giản thôi. Phía bên trong của chúng ta sẽ được tặng kèm sticker này. Cái này mọi người để dùng để mà trang trí thêm cho máy. Đó, những cái sticker dán giữa các thứ trông cũng khá là gaming. Đó, ngoài ra thì bên dưới là chúng ta sẽ có máy thôi. Nói chung là đơn giản cơ bản, không có gì gọi là quá màu mè ở đây cả. Chiếc Asus Top Gaming F15. Thương hiệu Top Gaming thì nó là một thương hiệu có thể nói là quá quen thuộc của Asus rồi. Một cái thương hiệu nhắm đến cái sự bền bỉ, đúng như tên gọi, tough, bền bỉ, cứng cáp. Thì dòng Top Gaming này là một trong những cái dòng gaming laptop hiếm hoi đạt được cái chứng chỉ độ bền là chuẩn quân đội. Đó, có nghĩa là mọi người có không sao cả. Mọi người có va đập, mọi người có làm nó rồi rớt hay là mọi người quăng quật đủ kiểu, đúng như kiểu anh em Gen Z bọn mình ấy, đi học, đi làm, đi chơi là lúc nào cũng vứt cái laptop vào trong ba lô, đúng không? Mình đem đi đem lại, mình quăng quật này, mình ném chỗ này, mình ném chỗ kia, nhiều ông còn để lên yên xe máy rồi phóng đi cái thứ như này thì không bao giờ phải đắn đo, bởi vì độ bền của những sản phẩm Top Gaming phải nói là cực kỳ xịn, chuẩn quân đội mà anh em. Do đó thì mọi người sẽ không bao giờ gặp phải những trường hợp là chỉ cần rơi nhẹ một cái thôi, xong cái laptop của mình nó bị cong vênh, xong nó gãy bản lề. Ta bây giờ sẽ ngắm nhìn một chút về thiết kế tổng thể của cái laptop này. Đây, mình sẽ quay chi tiết từng góc cạnh cho mọi người xem này. Cao to đen hồi, nó nhìn trông rất là nam tính mạnh mẽ. Nhưng mà nó lại không bị quá phô trương. Nó vẫn ngầu, nó vẫn rất chất, nó vẫn có những cái đây. Những cái logo này được khắc laser này, nổi hẳn lên này. Đó, những cái góc cạnh trang trí này. Gọi là một cái sự nam tính vừa đủ. Độ gọn nhẹ cơ động thì đây, mọi người nhìn này. Một chiếc laptop 15,6 inch mà mình có thể cầm như này. Đó, rất là gọn nhẹ. À, hoàn toàn có thể đút được vào ba lô, không có vấn đề gì. Đó, nhưng mà đương nhiên thì với một cái cấu hình nó mạnh như này, phía bên trong này là sức mạnh của một cái chip i9 và của cái card là RTX 4060 lại còn phiên bản 140W. Với cái sức mạnh to lớn bên trong thì cái thân hình của nó không thể nhẹ nhàng tình cảm được, đúng không? Mà nó phải dày dày một tí thì nó mới chứa được cái hệ thống tản nhiệt. Mạnh quá mà lại mỏng quá các thứ thì dùng cũng không yên tâm. Ngoài ra thì đây, cổng kết nối các thứ thì full option, đầy đủ ăn chơi cho anh em, không thiếu một cái gì cả. Chúng ta có HDMI này, chúng ta có USB-C này, USB-A này, đủ hết mọi thứ. Và đặc biệt này, có một cổng USB-C ở đây là hỗ trợ Thunderbolt 4. Đó, và hoàn toàn có thể sạc được lên tận 100W qua cái cổng C này. Mở bằng một tay, được chưa? Người Hà Nội lệch lắm. Bên trong thì sẽ là một cái hệ thống bàn phím, nhìn phát thôi là thấy đúng chuẩn gaming, với cụm phím này WASD, cụm phím mà anh em mình chơi game nhiều hay sử dụng di chuyển ấy, thì sẽ được làm nổi bật với cái dạng trong suốt ở đây. Đó, ngoài ra thì đương nhiên là sẽ có full LED RGB như cây quất ngày Tết cho anh em nào mà cú đêm, anh em nào mà hay quẩy game trong đêm tối hoặc làm cái gì đó mà tôi không tiện nói ra ở đây, và thì chúng ta sẽ có thể tùy biến được bất cứ cái màu sắc nào mà chúng ta thích. Đó, cái này là một cái basic của laptop gaming bây giờ rồi, đúng không? Một điểm ăn tiền nữa, nó chính là ở cái màn hình này. Một cái màn hình 15,6 inch, tấm nền IPS với tần số quét 100, nó phải là bao nhiêu ạ? 144 Hz.
Đây có thể coi là một cái combo hoàn hảo để cho anh em có thể try hard những game FPS, ví dụ như là CSGO này, bắn quốc tế luôn, 144Hz mà còn được tấm nền IPS. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta nghiêng qua nghiêng lại thì đây sẽ là một cái tấm nền ấy, cho một cái góc nhìn có thể nói là rất tốt, kể cả khi mà mình nhìn chéo hay mình nhìn ngang các thứ thì màu sắc vẫn không hề thay đổi, 100% sRGB. Rồi, và đi kèm với một cái màn hình 144Hz thì đương nhiên chúng ta phải có một cấu hình tốt, nếu không game mà nó không lên được FPS cao thì 144Hz để mà làm cái gì, đúng không? Về cấu hình ấy thì chỉ với mức giá còn chưa đến 40 triệu, mức giá đang được khuyến mại cuối năm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn lắm, thì các bạn sẽ có Intel Core i9 13900H đi kèm với 16GB RAM và RTX 4060 phiên bản 8GB 140W. Đây có thể coi là cái cấu hình mạnh nhất trong phân khúc laptop gaming phổ thông. Đó, tôi là người đơn giản, tôi nghe đến i9 thôi là tôi thì khoái rồi. Đó, nói chung là chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một, anh em mình chiến game luôn đi nhỉ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau test luôn về một cái tựa game bom tấn là Spider-Man Miles Morales. Ở đây thì mình đang để chế độ đồ họa ở mức Very High là mức cao nhất, Ray Tracing, tất cả các thứ đều bật này. Mọi người nhìn này, những cái hiệu ứng Ray Tracing này, đổ bóng này, thấy không? Đổ bóng trên sàn này, đấy, đấy, theo thời gian thực luôn. Uầy, và cái hiệu ứng Ray Tracing nhá, thể hiện rất là xuất sắc luôn. Phản chiếu hình ảnh người nhện qua gương này, xong rồi khi mà mình đi bộ trên đường nhá, mọi người nhìn này, ánh sáng các thứ đổ bóng xuống mặt đường, nó khiến chúng ta có cái cảm giác như kiểu là đang xem một bộ phim về Spider-Man, chứ không phải là chơi game. À, và nếu như các bạn nào mà không biết cái hiệu ứng Ray Tracing là gì thì đây, đây là khi mình bật lên và đây là khi mình tắt đi. Đó, cái hình ảnh về mặt thị giác này, cái hiệu ứng đồ họa nó khác hẳn nhau, đúng không? Tắt đi là không còn phản chiếu nữa, nhưng bật lên là phản chiếu theo thời gian thực, nó hiển thị hình ảnh trực tiếp luôn. Cần phải nhấn mạnh ấy, đây từng là cái tựa game mà độc quyền trên PS5 và được Sony sử dụng để mà phô diễn cái sức mạnh Ray Tracing. Và bây giờ là mình đang chơi rất là ok luôn. Hiệu năng của i9 ấy, thậm chí nó cao quá, thế nên là game nó chỉ dùng đâu đấy khoảng từ 30-40% thôi. Và FPS bây giờ đang khá là ok, đang hơn cả 100 FPS. Uầy, hơn 100 FPS cho max setting và ray tracing on. Bây giờ thì mình sẽ thử bay ra ngoài. Đây, khi mà chúng ta ra thế giới mở này, rồi đu qua đu lại này. Rồi bây giờ mình sẽ vào giao tranh đấm nhau một tí thử nhá. Nhưng mà đồ họa game phải nói là cực kỳ tuyệt vời, rất mượt luôn. Đâu nữa? Bây giờ thì chúng ta sẽ sang với một cái tựa game bom tấn khác, đó là God of War. Thì với God of War mình cũng sẽ để thiết lập là mức cao nhất, là mức Ultra luôn. Và khung hình ở đây thì nó đang ổn định từ khoảng 60-80 FPS. Nó thường xuyên là trên 60 FPS. Đồ họa thì tuyệt đẹp, gameplay các thứ này, kể cả khi mà mình chiến đấu này, nó rất là mượt mà. Đấy. Và khi mà chúng ta chơi game nặng này, xử lý tác vụ đồ họa cao, thì mọi người nghe này, cái tiếng quạt này, tiếng quạt và tiếng game nó to ngang nhau luôn. Bù lại cho cái việc là chúng ta sẽ có được một cái nhiệt độ mát mẻ để duy trì hiệu năng cao. Đây mọi người nhìn thấy mình giao tranh vẫn đang 80 mấy FPS ở Ultra Setting này. Thì chúng ta sẽ phải đánh đổi cái việc là nó sẽ hơi ồn một tí. Tốt nhất là nên đeo tai nghe nếu như mà chúng ta chơi chế độ hiệu năng cao nhất. Úi giời ơi! Mày! Đó, cái tiếng quạt nó rất là rõ và thậm chí là nó có phần nó át đi luôn cả tiếng game. Thì cái này nó sẽ vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ. Điểm trừ là nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy sao nhãng một tí, hơi khó chịu một tí khi mà chúng ta chơi game. Những điểm cộng ấy thì với một hệ thống tản nhiệt tốt như thế này thì nó sẽ là một combo rất là hoàn hảo để gánh được i9 13900H đi kèm với RTX 4060 phiên bản 8GB mà 140W. Nó lại là xong luôn chứ lại. Và đó là với God of War, một tựa game mà cá nhân mình rất là thích, chơi rất là ok trên cái máy này ở thiết lập đồ họa là cao nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ sang một cái tựa game nó nhẹ nhàng hơn, một tựa game eSports mà rất nhiều anh em cực kỳ mê, tối nào là cũng phải lên Toxic Call Team, đó chính là CS2, Counter Strike 2. Thì với game này ấy, mình sẽ tìm cách để FPS ở mức cao nhất. Ở đây thì mình sẽ hạ cái thiết lập xuống khoảng low này, thì mọi người nhìn này,
FPS lên đến có khi còn lên tận hơn 200 FPS. Nó thường xuyên dao động là khoảng 150 cho đến 200 FPS. Combo với cái màn hình 144Hz ở đây ấy, thì nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo để mà anh em try hard GoPro bắn như player quốc tế luôn. Từng cú vẩy tâm, từng cú súng nó mượt đét như thế này mà thua thì chỉ có thể là tại kỹ năng thôi. À, và đó là về mặt chơi game nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang với tác vụ khác là tác vụ làm việc. Đây, bây giờ thì mình sẽ test nhanh với một cái project video 4K qua Premiere Pro. Thì đây là một project mà hôm trước mình có quay video trải nghiệm nhanh một cái máy là DJI Osmo Pocket 3 này, mọi người nhìn thấy này. Đó, thì cái project này thì nhìn chung cũng khá là tương đối, có khoảng 2 đến 3 góc máy. Và suộc ở đây thì đều là những cái máy quay rất là nặng, A7C à đúng không? A7C đúng không quay phim? A7C ok, với cả hai góc A7C và một góc máy từ cái này, từ con DJI Osmo Pocket 3 đây. Mọi người thấy là mình đang preview để full này. Bình thường như cái máy mình hay dựng mình phải để 1/2 hay 1/4 thì mình mới chạy mượt được. Nhưng ở đây với cấu hình là i9 13900H và 40608GB, 16GB RAM. Preview rất là ok luôn. Đó, preview full nhá, chất lượng là chất lượng full đấy. Đó, làm việc rất ổn luôn. Đây, mình có thể kéo qua kéo lại này. Chạy này. Dính cái mặt của mình luôn. Đây. Rất là ổn luôn, không có vấn đề gì cả. Đó. Nhà chơi game ngon mà làm việc cũng hết nước chấm. Chỉ có cái nếu như phàn nàn cái là cái màn hình 15.6 inch mà chúng ta dựng video kiểu như mình hay dựng như thế này thì nó sẽ hơi bé. Do đó thì anh em nào mà làm việc thì có thể nối ra một cái màn hình lớn hơn thì cái project này, nhìn project nó không bị kiểu co cụm lại trông như này. Đó. Nhưng mà nhìn chung có lại khá ổn. Cấu hình cái máy này nó còn mạnh hơn cái cấu hình máy mà mình hay dựng video nữa. Đó, khi cần xong thì đơn giản là xuất video thôi. Max suộc, high bitrate, này cứ thế, export. Với một cái video độ dài khoảng 15 phút rưỡi 4K với rất nhiều góc máy khác nhau, với khá là nhiều effect như này mà cái máy này render ra mất có 5 phút rưỡi. Và đó là Asus TUF Gaming F15 thì không biết đã đủ để cho mọi người cảm thấy thỏa mãn chưa? Và mình sẽ còn có thêm một cái tin vui nữa để cho anh em đang có ý định mua cái máy này. Đó là sắp tới chúng ta sẽ có cái dịp mua sắm là Black Friday và Giáng sinh 2023. Thì Asus đang có một khuyến mại cực kỳ hấp dẫn với những ai mua Asus ROG Laptop này, hay là chiếc Asus TUF Gaming, hay là cái máy chơi game cầm tay ROG Ally ấy. Mọi người sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều những phần quà có thể nói là khuyến mại hấp dẫn nhất ở trong năm. Đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mọi người có thể mua được những thiết bị gaming đến từ Asus. Đường link sẽ để ở phần phía bên dưới để cho mọi người để tham khảo. Còn bây giờ thì TUF Gaming à, tiêu chuẩn quân đội à, mình sẽ đưa cho hai chiếu đập thử để xem nó là như thế nào. Chiều ơi, đập em ơi. Ai gọi chiều đập có chiều đây. We'll be right back.